Chú chị, hôm nay em cho chú chị tham quan cái mô hình trồng hồng sô cô la, mà cái mô hình du lịch như chú chị rất là hay luôn. Dòng của Indo của chú chị, dòng này là dòng Luca sư tái của chú chị, tái rất là to bự luôn. Rồi đây, này chưa chín như chú chị, hiển mà chín á là cái tái nó dãnh tay lên, nó chuyển hơi vàng vàng nó mới chín như chú chị. Dòng này của Indo đó. Còn Indo có một cái dòng không hạt đó của chú chị. Đó. Cho chú chị tham quan đây. Đó. Trái nè, thôi thôi. Khỏi phải nói đi, bàn cãi đi. Tổng lượng trái là cỡ 250 gram tôi lên đó chú chị, rất là nặng luôn. Bự luôn chú chị. Thấy mê của chú chị. Mê không ạ? Đó. Bên đây nè, cái cây này còn giữ nữa nè. Cho chú chị tham quan đây. Cùng em. Giờ đây trái này cái mời không chú anh chị ơi, đó đó rồi chú chị theo mà tòng thứ nhất đó là như vậy, nặng quản lý được nước tưới và phân thước, rồi từ từ nó lớn rồi mình mạnh dạn cắt và gỡ ra của chú anh chị đó. Rất là mê luôn, mê không chú chị ha, nó lớn thổi nhanh thì ghê luôn đó. Rất là mê luôn. Đây nhìn cái tái đây, nó có tái nhiều đợt đó chú anh chị, thành ra thấy nó thua, chứ mà nó tái gộn cái là ngạt cây luôn chú anh chị ơi. Đó cho chú anh chị tham quan. Ở đây rất là mê luôn. Ở đây nè chú chị thấy không, nó sai nè, nó gộ nè chú chị thấy không nè. Đó rất là đã không chú chị. Rất mê ha. Thích hợp Bắc Trung Nam luôn, không có riêng mà miền Nam mà tồng được chú chị, Bắc Trung Nam tồng vẫn được chú chị, chỗ nào có nước tưới là nó sống được. Cô chú chị yên tâm khoảng đó, không kén đất. Dạ cần cái giống hồng sô cô la Indo không hạt và Indo có hạt Luca siêu trái, xin liên hệ bên em. Đó cho chú chị tham quan. Nó đây thực tế cho như vậy thấy ham không ạ? Trồng một cây cái sớm ăn luôn. Dạ. Rất là hay. Rồi còn của chú anh chị mà muốn có nhu cầu mà trồng du lịch thì cái này là đúng bài luôn. Đó cho chú chị tham quan đây. Đó. Rồi em chân thành là cảm ơn chú chị xem kênh, em chúc cô chú chị nhiều sức khỏe, có yêu thích thì xin liên hệ với em, cắt giàu dinh dưỡng, dễ trồng dễ chăm, không quá nhiều công chăm sóc.